trả các bản tin xem cách 24 giờ. X10 độ cứng cáp với rất nhiều đồ chơi hấp dẫn. Vẻ ngoài nguyên bản và chiếc Yamaha X10 càng trở nên ấn tượng hơn, chứ một loạt đồ chơi kiển CNC đầy tinh tế làm cho chiếc xe trở nên thẩm mỹ và giá trị hơn. X10 độ cứng cáp với rất nhiều đồ chơi hấp dẫn. X10 là một trong những mẫu xe được yêu thích nhất, không chỉ riêng gì ở Việt Nam mà ngay cả những nước bạn trong khu vực đã lựa chọn mẫu xe này bởi cái sự trẻ trung và thể thao của nó. Tương tự như vậy, một bạn trẻ lựa chọn và cho ra đời cái bản độ X10 là cực chất. Chiếc xế độ lại cù dẹp CNC, kính hậu kiểu Rizuma, rổ ấp bi ở giữa. Xe còn được trang bị thêm cái trợ lực Hybrid. Ngoài việc tăng thêm độ sang chảnh cho xe, trợ lực này giúp cho đầu xe ổn định trên giao lộ cao. Chèn chân trước là khá cơ bắp, chế phục trước về winner và đĩa gaffer, lầm CNC, phát đĩa CNC vân. Full ốc vàng lốc máy, cổ bồi nóc và các kim radar, bình dầu em CNC nguyên khối đầy tinh xảo. Độ nhún nhảy của xe được gia cố bằng các bục Racing Boy bình dầu rời, đĩa Abido ở phía sau, đĩa tải CNC vân. Dàn chân to lớn với cặp âm ASO đầy hổ. X10 độ ấn tượng với dàn chân upstyle. Và kể từ khi ra mắt, cái mẫu con tay X10 đã có chỗ đứng vững vàng trên thị trường và lấy được rất nhiều cảm tình của những tay độ xe trong thời gian gần đây, vì đã có rất nhiều bản độ cực kỳ chất được ra đời, từ đơn giản đến hầm hố và bắt cách. Và X10 độ ấn tượng với dàn chân upstyle khoác cho mình một phong cách đặt tem đấu nhìn ấn tượng, đi kèm với đó là dàn đồ chơi CNC rất đắt giá như là mâm ASO, các chân Baker, phục ốc sao vân và rất nhiều đồ chơi khác. Dàn đầu chiếc xe độ là khá ấn tượng, với dàn đầu là ông vua con Taiga nước đời Lugas, cái đèn mắt cú, mặt nạ giữa được chế mũ lại, thêm cái đèn trợ sáng L4, cái cặp tay con và tay thắng kiểu Rambo bình dầu rời em CNC. Dàn chân trước được trang bị cái phục ốc sao đầu và đèn sang chảnh, dàn winner heo dầu Race Boy 2 bit đối xứng đĩa Abido. Xe còn được trang bị thêm các chân Baker, heo dầu Race Boy 1 bit, mâm ASO vân. Nhược điểm thường bị chê ở X10 là phần dè sau và xi nhan là khá xấu, cũng hay dễ bị gãy, nên nhiều người đã thay thế bằng cái gì của Solid hoặc là FZ. Xi nhan Multi cũng nhỏ gọn hơn thay thế cho xi nhan nguyên bản. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, share, subscribe.